Hello, xin chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game cũng nổi tiếng, một con game dạo gần đây có hero Nika đồ ha. Và bản này là một bản update nhiều con hero mới nha các bạn ơi. Nghe đâu là cũng chuẩn bị update thêm mấy con hero gì, cái gì ngũ lão tinh gì đó mà chưa biết chừng nào, chưa thấy lịch. Rồi con đổ quà đâu hết rồi, quà đây, xếp VIP, cắn hết để lên VIP nha các bạn ơi. Đó, rồi cắn luôn cái này nào, rồi cắn luôn vàng nè, ok. Rồi đây, vô coi hero tí ha. Đây, phiên bản Power of Nika, Rayleigh nè ha, Rayleigh hồi trẻ nha các bạn. Rồi Yamato phiên bản thức tỉnh nè, rồi Juzo kim cương nè, rồi Bo Han Kuk bản Wano nè, rồi Tứ Hoàng San nè ha, rồi Sengo phiên bản Phật vàng nè, rồi Kaido Long Nhân nè, rồi Luffy Nika nè ha, Lo Wano nè, Zoro Wano, rồi King nè ha, rồi Wen nè, rồi Jack nè, bộ ba phá hoại hả, như là vậy, đấy, rồi Bullet, rồi Toki Kake gì đó, rồi Ryuzu nè ha, hoài. Ok, rồi Kozuki, rồi Vinmod Sanji nè, Kewler nè, ui, nhìn cơ bắp kìa, wow, Abu nè hả, ngoài UR rất nhiều luôn, ngon lành Cành Đào. Rồi, giờ mình làm gì nữa ta, mình đến với thông tin server đi. Bản này nó không có yêu cầu phải chạy qua ải 10 thì phải á. Rồi, tạm thời đến với thông tin server cái này ha. Đây, chúng ta có thông tin server mới. Đây, phóng to lên cho dễ nhìn nào. Đây, khai mở server 8 Franky ha, vào 10 giờ ngày 1 tháng 9 nha các bạn ơi. Tải game tại powerofnika.com nè. Long tin nhận quà liền tay, like, share, comment cái kiểu, khuyến mãi, rồi đó, rồi gift code đó, thông tin sơ lược qua ha. Đó, web game nè, powerofnika.com nè ha, Android, iOS gì đó. Ồ, đấy, ui, đây cái mà Heo nhắm đến cho các bạn này tuần này. Chúng ta có mới up luôn, siêu ưu đãi 500%, hoài, mỗi khi là chỉ có 300 thôi. Đây, mỗi khi là chỉ có 300 thôi mà nay lên gần gấp, hơn gấp rưỡi chứ. Từ 300 cộng thêm 200% nữa là 500%, hoài, 100.000 bánh kinh Momo là được 500.000 con. Quầy thẻ cào thì 100.000 bằng 350.000 con. Quầy tỷ lệ quá ngon luôn. Rồi ưu đãi khi nạp 100k nữa nè. Ok, rồi 300, 500, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 6 triệu, 9 triệu, 12 triệu, 15 triệu. Ui, quá đã. Đây có quà thêm nè ha, đó, hộp quà event này nọ, rồi danh hiệu nè ha. Đây, hộp quà trong đó gồm có 6 rương tướng UR, 500 đá thức tỉnh thiên thải, 2.500 hộp, 2.500 hộp belly nữa, rồi 500 hộp A-ship. Ôi, 100.000 cường hóa huấn luyện, 1 siêu chiến kỹ 2, 1 set trang bị 6, rồi hồn anh hùng 10 sao, rồi 20 tiểu kim chì dùng để đập trứng, 20 chìa khóa sao trời dùng để quay bảo rương. Ngon lành, 100k là được một rương. Ui, là ngon đấy chứ, còn chưa tính là còn event tích nạp gì trong này nữa nè. Đâu rồi, ưu đãi rồi, đâu rồi. Đây, tích nạp tầng đồ này nè. Ôi, rương chiến kỹ, trang bị 2, 4, 6, 7. Bản này là không có trang bị siêu nhân nha các bạn ơi. Mát hình như là 10 sao hay gì á. Đấy, ôi, quá trời luôn. Đây, ok, lục nữa nè. Rồi, như là ở đâu nữa ta? Giới hạn nữa. Đây, giới hạn có tiêu phí, có tích nạp. 100k, 200k, 500k là có được thêm 5 rương UR. Wow, đang event khủng đấy anh em ơi. Vô lụm liền ha. Giờ chúng ta sẽ đi nhanh code. Game có con web nhưng mà cái này có 11.000 à. Nếu muốn nạp lấy cái nạp đầu hả ta? Cái giới hạn nó có gói 11 không? Nó có gói 100, vậy thôi cứ để đó đi. Chúng ta sẽ đi qua nhập code nữa. Để copy cái tài khoản quên mẹ nó rồi. Này, server mới. Này. Ok, đó, nhập code vô đây. Đây, một code. Cái này anh em chọn cho đúng server nha. Đúng tài khoản mà sai server là phải tạo lại tài khoản mới nha anh em ơi. Đấy, ok, kinh nghiệm xương máu thì nên nhập code đồ hết đi. Có bao nhiêu code, đang có event khuyến mãi siêu khủng, ưu đãi siêu khủng với lại fan cứng đồ này nọ nè. Đó, rồi có từng đồ này nọ nè. Nên là nhập hết có từng đồ vô. Có từng, có từng. Quên. Mới nói. Đây, có từng. Nhập hết vô. Đó. Rồi fan cứng chưa làm. Đây, đây. Ui, tặng miễn phí Luffy Nika. Đó. Ui, Luffy Nika. Rồi Sengoku Phật vàng. Đó. Rồi cái gì đây? Trang bị gì đó. Rồi UR, rương UR tự chọn luôn. Ui. Ok, cái này hình như là có từng đúng không? Đúng rồi, quà có từng. Đó. Rồi, ui, 1 vàng tướng luôn. Ui, Luffy, Nika, Kaido, Long Nhân. Rồi Sengoku Phật vàng. Đó, Bo Wano, Juzo. Rồi Tứ Hoàng San nữa. Đó. Rồi đây Kaido nữa nè. Uầy. Rồi Yamato nữa nè. Rồi có 5 cây rìu hả? 5 cây rìu. Mỗi ngày là 200.000 kim cương. Đâu quên mẹ nó rồi. Ở bên này đúng không? Trời ơi, lâu quá không chơi con này các bạn ơi. Uầy. Thì đó, mình có 5 cây búa. Ok. Uầy, ngon rồi. Ngon hơn là trang bị 6 sao. Để coi. Ui, 2, 4, 6, 7. Uầy, làm mới cái nè. Rồi, làm mới cái nữa đi. Đây, bon. Ui, đấy là cách ta đi kiếm trang bị. Còn anh em không muốn kiếm trang bị thì hết reset được hả? Ok. Và trang bị game này nó cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Quan trọng là hero. Đó. Còn nữa không? Hết rồi, hết búa rồi hả? Rồi, hết búa thì anh em muốn kiếm thêm búa. Ôi, ở đây quay UR nữa anh em. Đây, nhưng mà hình như có tỷ lệ nha, chứ không phải là quay 100% là ra UR nha. Robin đồ ha. Đó. Quay. Đây bác sen thường. Belly, Beckham gì đó. Ok, Jimbe. Hết đập luôn. Wow, backstand. Wow, Doflamingo. Rồi gáp. Rồi Sabo, Nami. Backstand. Rồi Robin. Đấy. Rồi rất nhiều á. Ở đây quay là ôi, một con UR. Rồi, còn nếu mà UR vậy thì nó chắc nó không ra thêm con kia nữa rồi. Man. Đấy, quay ở đây là có cơ hội ra UR nha anh em ơi. Đó, một con UR nè. Toki Kake gì đó. Đó. Ok, rồi Hero đâu rồi? Đây, Luffy, Nika, rồi Kaido, Long Nhân, rồi Phật Vàng Sengoku nè, Tứ Hoàng Tan nè, nó ghép vô hết. À, để test 100k cho anh em xem luôn ha. Đợi tí. Rồi, đây 100k là cộng được thêm chúng ta là có 500.000 nữa. Đó, mình chuyển hết vào ha. Đây, ok, đây chuyển hết vào. Mình ở server 7. Đây, đồng ý. Hả? Cái quà đây móc 100k là có luôn rồi nè anh em. Đây, rương nè ha. Đây, wow. Nhớ cái rương đó nha, để vô mở nằm trong túi nè, đây. Sử dụng đó. Ui, 6 rương tự chọn UR, rồi chiến kỹ, rồi 20 búa, 20 cái chìa khóa phút 10. 2.500 rương. Rương này rương gì quên này, Belly. Ui, quá đã. Đây, chiến kỹ 2 sử dụng nè ha. Đó, ui, đồ ngon, đồ tốt. Đây. Rồi đó. Rồi đây rương chọn 8 rương nha các bạn ơi. Ui, quá trời luôn. Ui, đi lấy búa đồ thôi chứ. À, quên nữa. Trong này là chỉ có một gói để các bạn chọn. Không, các bạn muốn chọn mua mấy gói nào thì mua ha. Ở đây 500k lấy gói nào cũng như nhau à. Đây, gói 50, 100 thì nó chỉ khác quà nhiều ít thôi ha. Là gói nhiều à? Đây 400. Đây là chiến kỹ 1. Còn trên này nó cũng chiến kỹ 1, trang bị như y chang nhau à, Ok, lùm đi. Đây. Gói 500k. Ôi. Ôi, tính ra là 500 với lại 100.000 là được 500k. Vậy tính ra là chúng ta sẽ có, nếu bạn nạp 1 triệu là chúng ta sẽ có 5 triệu. Ui, 5 triệu con là nhiều đấy. Ôi, ăn được lắm luôn á. Ui, 5 triệu con. Ui, nghe phê ta. Còn 500.000 là được 2,5 triệu con. Uầy, hồ mà chơi luôn. Rất nhiều luôn. Nhận quà nữa nè. Uầy, chỉ 100k mà lắm quà thế. Uầy. Ok, đây nữa nè. Trời ơi. Uầy, chưa tính là chúng ta có quay bảo rương. Bỏ qua hoàn cảnh đi. Đó. Uầy, chúng ta có 20 chìa khóa đúng không? Đó. Còn không? Hết rồi hả? Hết rồi. Wow. Rồi quay đập. Ủa, đập trứng là cái nào quên mẹ nữa rồi. Bảo rương. Chiến kỹ UR. Đây, đập trứng. Ai, đập một lần 5 trứng luôn. Đó. Đập trứng. Ui. Ôi. Mở liền. Hết gì rồi hả? Hết gì thì đập tay. Ok. Cái quan trọng là kiếm rương UR á. Ok. Rồi, anh em nào có chơi thì có thể tải về trải nghiệm á. Link heo sẽ để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha các bạn ơi. Ui, 18 rương UR. Uầy, chỉ với 100k. Ui, khuyến mãi đang khủng các bạn ơi. Hình như là từ đó giờ heo biết con này là đây là lần đầu tiên nó khuyến mãi 500%. Hồi đó cao lắm là chỉ 4% thôi. Mày nhiều đấy. Ok, thôi bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.